Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh review Transformer VN của mình là Huy Long. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip unbox cái em OP-UT. Thì nó là màu phiên bản màu màu hồng. Màu hồng hoặc màu tím, nhưng có lẽ là nó hơi tím thì đúng hơn, hồng thì nó sẽ nhạt hơn. Thì đây là phiên bản màu tím OP-UT, mã của nó là R02P. Đó, thì tên của nó vẫn là Destroyer như các cái phiên bản trước. Nó không phải tên là Optimus vì đây là một hãng thứ ba. Nhưng mà tại sao mà mình bày ba cái hộp ở đây? Tại vì mình phải nói như thế này, tại vì đây là cái ấn tượng ban đầu của mình luôn, đó là cái hộp của nó. Mình không nghĩ là hãng UT bây giờ lại làm cái kiểu hộp như thế này. Thực sự là hơi thất vọng một chút, tại vì hộp của họ không hề có một cái hình gọi là hình Optimus gì cả. Đây, đây chính là cái phiên bản mà mình sẽ review ngày hôm nay. Nó chính là R02P Destroyer bản màu tím. Tức là OP-UT đấy, bản màu tím đấy, đây mà đằng sau đây không có một cái hình hay thông tin gì cả đấy. Thực sự là mình rất thất vọng, không có một cái hình gì. Tại sao lại như vậy nhỉ? Tại sao hãng ít ra thì cũng làm cái hộp như con này chẳng hạn, hoặc là hộp như con Challenger đầu tiên hả, thì không làm. Đây các bạn nhìn cái hộp này, không hề có một cái hình ảnh gì liên quan đến đồ chơi, liên quan đến op. Chỉ bên này chỉ có tên nó này, Destroyer này. Mặt trước thì có cái hình đây này, hình đây như kiểu hình cái đầu của cái thanh kiếm ấy. Đấy, đây như kiểu cái đầu, phần đầu của cái thanh kiếm và cái tên, mã, hãng, tuổi 15 cộng. Đó. Bên này thì không có gì luôn. Đấy. Các bạn thấy thế nào? Cái hộp thực sự là quá đáng thất vọng. Bên trên này thì có cái tên nữa này. Nào, xem dưới đáy nào. Dưới đáy thì cũng chỉ vài cái chữ tiếng Anh, tiếng tàu thôi đấy, không hề có hình ảnh gì đấy. Là mình thực sự là mình hơi thất vọng về cái hộp đó. Thì mình tại sao mình bày cả hai cái hộp của những cái con trước đây, tại vì ít ra thì nó có hình óp này, hình này là hình ông óp này, mặc dù là trắng đen thôi nhưng mà dù sao thì cũng là có hình óp và trông cũng đẹp đó. Đấy, và mặt đằng sau đây, mặt đằng sau thì nó cũng có cả hình óp đó, có cả hình ông óp đây đó, hình hai cái head này đấy. Thì đây là cái phiên bản mà R02B, bản màu đen và xanh, lửa xanh. Đấy. Còn đây thì là con đầu tiên là Challenger đây, UTR02. Đó, màu xanh đỏ truyền thống. Đó. Mà cái này thì là 10 cộng nhưng mà đến con này thì là 15 cộng rồi. Đó, mặt đằng sau thì cũng có hình óp đây. Đấy. Thế cho nên là mình mới nói với các bạn là cái hộp của cái phiên bản màu tím này thực sự là gây cho mình cái sự thất vọng. Chưa mở ra bên trong chưa biết như nào, nhưng mà ấn tượng ban đầu đã là như thế rồi, là hơi thất vọng một chút. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ unbox cái hộp này xem bên trong nó như thế nào nhé. Như ở các cái bản trước ấy thì mặt đằng trước nó sẽ như kiểu là để hở ra và có một lớp nhựa trong có thể nhìn được vào bên trong, nhưng mà con này thì không nhìn được bên trong, chả biết như nào nữa, và đằng sau hộp cũng chả có cái hình của nó nữa để biết được nó như thế nào đấy. Cho nên là hơi thất vọng về hộp. Rồi, mình vừa dập băng dính ở bên trên rồi, mình sẽ mở ra xem như thế nào. Đó. Đây. Mình sẽ mở nó ra. Hết rồi. Thì chúng ta sẽ xem có những cái gì. Rồi. Vẫn như các hai cái bản trước thôi, chúng ta vẫn sẽ có một cây trượng to, một cây trượng nhỏ bằng kim loại. Đây, một cây trượng nhỏ bằng kim loại, một cây trượng to và một cái thanh kiếm của Lockdown. Đó, thì những cái này nó là quà tặng đi kèm luôn, quà tặng đi kèm cái con này, cho nên là con nào cũng sẽ có các bạn ạ. Cho nên là nếu như các bạn mở hộp ra mà không thấy có cái này thì phải liên hệ ngay với shop nhé. Như thế là nó bị thiếu đấy.
Và đây thì là cái quyển hướng dẫn chan để mình xem trong này có hình op không. Chẳng lẽ hướng dẫn chan này không có hình op nữa thì thôi đấy. Mà mình không thể có thẻ nha. Như các con trước là có cái thẻ cứng đấy. Nào, xem có hình op không nào. Tưởng không có. Không có thì chan kiểu gì. Đây, cái tờ giấy thế này thì lại là của R02B, cái con màu đen. Con màu đen xanh, đấy R02B. Đấy. Đây. R02B chứ không phải R02P. Tức là cái tờ này họ dùng của cái con cũ, không có chỉnh sửa gì cả. Và một điểm nữa là mình không thấy có cái thẻ. Đấy, không thấy có cái thẻ cứng đâu. Như ở cái con trước thì nó có thẻ cứng đấy. Rồi, vứt ra bên luôn. Tiếp theo thì mình sẽ mở cái này ra. Đó, để xem là bên trong thì nó sẽ còn cái gì nữa đây. Bên dưới đáy này chẳng có gì cả. À, một điểm nữa là mình thấy ở đây họ không còn để này, tức là những cái chỗ ở đây này họ sẽ để cái mặt này, một cái head nữa này, và những cái chỗ để mặt thì mình không thấy còn ở đây nữa rồi, họ đã loại bỏ đi rồi, nhưng mà tuy nhiên là vẫn thấy có vết này đấy. Đó rồi, thì bây giờ mình sẽ mở ra. Không có băng dính siêu, cứ nhấc là ra thôi. Đó, họ đã loại bỏ những chỗ này đi rồi. Đó. Rồi, thì chúng ta sẽ xem đầu tiên, đó là cái dao găm mà óp giấu ở trong tay lúc bật ra, lúc mà đoạn để xiên bi đấy. Đấy, đây. Thì nó là một cái dao và mình thấy là màu vẫn như vậy thôi. Đó, cái này để lắp vào tay này. Rồi, tiếp theo là đến cái siêu. Thì lúc đầu mình có nói với các bạn là cái màu của nó thì là màu hồng hay là màu tím. Thì mình nghĩ là như thế này. Cái chữ P trong mã của nó, RUTR02P, P thì có thể là viết tắt của từ pink. Pink cũng có thể là màu hồng, hoặc là pink có thể là màu như kiểu purple, purple hay là nó đọc là gì nhỉ? Đại khái là cũng kiểu màu hồng màu tím đấy. Đấy, nhưng mà thực sự nhìn màu như này nha các bạn ơi, đây các bạn có thể nhìn màu này. Thì đây phải là màu tím. Màu hồng thì nó sẽ nhạt hơn, nhưng mà mình nghĩ đây là màu tím rồi. Đó. Đây là màu tím. Và đen đi với kiểu lửa đỏ như này, như kiểu đúng như kiểu màu Nemesis ấy. Màu những cái phiên bản trước thì cũng có thể gọi là Nemesis. Đó, kiểu đen xong rồi lửa tím xong rồi mắt đỏ, không biết mắt này đỏ, tí nữa mình sẽ bỏ ra xem, chắc là mắt đỏ thôi, Nemesis mà. Đó, thì cái này thì nó cái siêu này mình thấy vẫn như vậy thôi, vẫn sẽ là mở ra được. Nó sẽ tách ra được. Đó. Thì nó vẫn sẽ là tách ra được như thế này. Đó. Và chỗ này sẽ gạt lên để cất kiếm, đeo cái kiếm. Đó, đeo cái kiếm vào đây. Và chỗ này có cái chỗ để cài vào phần lưng. Phần lưng của con Optimus này. Đó. Kiếm sẽ cài ở đây. Rồi. Tiếp theo là mình xem thanh kiếm này nó có đẹp không nào. Thì đây là cái thanh kiếm của nó. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy đây là cái thanh kiếm của cái bản này. Vẫn là thiết kế y như vậy thôi, không có gì khác cả. Hai bên này sẽ có các cái dòng chữ của Cybertron. Nhưng mà mình nhìn qua như kiểu giống chữ khựa thế nào ấy. Đó. Đấy. Hai bên, bốn mặt đều có. Đấy. Và cái chuôi này sẽ có màu tím và màu đen. Đó. Đấy. Rồi. Tiếp theo đến ông nhân vật chính thì mình sẽ lôi ra xem nó như thế nào. Có đáng đồng tiền đắt gạo không? Thì qua đây thì mình cũng nói luôn về giá của nó. Nó là tầm 1 triệu 7. Các bạn ạ. Đó. 1 triệu 7 con này. Mình mua là 1 triệu 7.
Thì bọc rất là cẩn thận. Đây các bạn có thể thấy là nó bọc một cái lớp ni lông đó để như kiểu chống xước. Đó, như vậy là hết rồi. Rồi, thì mình sẽ xem nó là như thế nào. Úi giời. Ấn tượng ngay ban đầu các bạn ạ, chả hiểu sao chỗ này lại vẫn màu xanh. Đây. Đây. Chỗ này màu xanh, xong chỗ này màu xanh. Đó. Ấn tượng ban đầu đập vào mắt. Tại sao nó lại không là màu màu tím nhỉ? Màu tím cho nó đồng màu nhỉ, mà lại là màu xanh nhỉ? Chả hiểu thế nào. Chỗ này mình thấy chưa cài chặt cho nên nó bung ra như thế này, nhưng mà cài lại được thôi. Đó thì đúng là mắt đỏ rồi, đúng là mắt đỏ. Và cái phần head thì vẫn là cái head mới của nó. Không có led đâu, không có đèn. Và đây là cái head mới. Đây. Các bạn có thể nhìn. Mắt là màu đỏ. Đó, mắt màu đỏ. Và cái head này là cái head mới, chứ không phải là cái head của con Orb UT đời đầu. Và cái head này thì nó sẽ có cơ chế là thay đổi mặt nạ bằng cách là chúng ta sẽ kéo ra như này. Xem vướng cái gì nhỉ? Đó, chúng ta sẽ kéo ra như này và cái mặt nạ này sẽ xoay. Cái mặt này đang là mặt đóng để chiến đấu này. Và cái mặt này xoay lại thì nó sẽ là cái mồm để nói chuyện. Đó. Thì đây chính là cái mồm để nói chuyện này. Cái mặt vừa rồi là cái mặt là để đóng lại chiến đấu này. Đó. Thì tóm lại là cái chỗ mình thấy là cái chỗ bàn tay này, tại vì mình hay để ý cái chỗ bàn tay của con này, tại vì là cái con đời đầu của con này bàn tay nó là màu nhựa, cái màu nhựa mà cái màu nhựa mà màu đúng màu nhựa trắng luôn ấy, thì nó sau này sẽ rất là bị xỉn luôn. Sau này nó kiểu chúng ta sờ vào nhiều hoặc là để theo thời gian thì nó cũng sẽ kiểu bị ố bị xỉn. Thì những cái bản này là màu đen, giống như kiểu kiểu cái con R02B trước thì nó cũng màu đen, cho nên là cái chỗ nhựa này nó là bằng nhựa xám. Đó, nhựa này thì có xỉn nó cũng sẽ không bị lộ lắm. Đó, các bạn có thấy là nhựa xám. Và các cái vân lửa này là mình thấy cũng khá là đẹp, vân lửa màu tím. Đấy, cũng khá là đẹp. Chỉ có điều là chả hiểu thế nào mà lại đây, chỗ này là màu xanh. Đó. Thì thôi, chắc chắn là mình sẽ phải sơn lại cái chỗ này rồi. Mình sẽ sơn lại màu tím hoặc là vàng, nhưng có lẽ là mình sẽ sơn màu tím để cho nó kiểu đồng bộ màu nó đẹp ấy. Đây thì bây giờ để xem đằng sau lưng. Thì đằng sau lưng đây. Đó. Cái chỗ này vẫn là lửa tím, khá là đẹp. Đó, và nói chung là về thiết kế thì mình thấy vẫn như vậy, chả có gì thay đổi. À, cái kính kính xe và đèn đèn sẽ là màu đỏ này. Cái đèn này là màu đỏ thì chắc chắn kính xe cũng sẽ màu đỏ thôi. Đó, và đặc biệt chơi những cái con này thì các bạn lưu ý là những cái chỗ này này. Những cái chỗ mà ống khói thế này đã có bạn bị gãy rồi. Và mình thấy là họ cũng đã fix rồi đấy các bạn ạ. Đó. Tại vì cái con UTR02 đầu tiên ấy mình mua là những cái chỗ này cũng rất là rít luôn, cực kỳ rít. Lúc mà mình bẻ cái xoay cái này ra mà mình rất là thấy ghê, và sau đó là mình cũng đã phải phải gọi là tra dầu vào để tránh cái việc gãy. Nhưng mà từ cái con R02B đến con R02P này thì mình thấy là cái chỗ này nó nụt hơn rồi. Đây. Các bạn có thể thấy nó xoay ra rất là dễ dàng thôi. Họ đã giảm bớt cái chỗ này, độ dày của cái này đi rồi, khiến cho xoay cái hai cái bên này nó dễ dàng hơn. Đó. Thực sự mình xoay rất nhẹ nhàng luôn. Đó. Rồi. Thì đó.
Bây giờ mình sẽ thử cho nó cầm vũ khí lên và so sánh với cả hai cái con đời trước của nó xem như thế nào. Ủa chặt thế, có lẽ là họ vít hơi chặt rồi, mình xoay cái này thì chặt lắm. Xoay cái tay này, ủa chặt phát khiếp luôn ấy. Thế này thì chắc là tí phải ấy bớt thôi, tí nữa phải gọi là phải phải tháo bớt vít ra cho nó đỡ chặt. Thế này thì hơi chặt. Đó thì tay này mình sẽ cho cầm kiếm này. Úi giời, trẻ con hàng xóm gào kinh quá. Đó. Kiếm và tay này mình sẽ cho cầm siêu. Cho cầm siêu thì cái này đóng lại này. Đó, và sẽ cái này sẽ cho có chỗ cài này, chúng ta sẽ cài vào đây. Đó. Thì bây giờ mình sẽ lôi hai cái con đời trước ra để xem cho các bạn trực quan xem màu sắc của nó như thế nào. Thì đây. Là những cái bảng trước của nó. Mình cũng sẽ làm so sánh luôn, tiện đây là so sánh luôn ở dạng robot. Đấy. Thì trước mắt các bạn đây chính là bộ ba cái con Orb UT mà hãng đã phát hành. Đấy. Thì nhá, về phụ kiện của ba con này là như nhau. Phụ kiện của ba con này đều như nhau, đều một khiên một kiếm và đều có gói phụ kiện như thế này. Đều có gói phụ kiện như thế này. Cả ba con. Đấy. Phụ kiện là như nhau, chỉ khác nhau về màu sắc và một điểm nữa. Có lẽ là đối với mình thì không quan trọng. Nhưng mà đối với các bạn thì cũng có thể là quan trọng hoặc không, tại vì là cái bản đời đầu tiên thì cái head của nó sẽ khác với cả hai con này, hai con đời về sau. Tại vì cái bản đầu tiên là head của nó là cái head nó không được gọi là mình thấy không được giống phim cho lắm. Đấy, thực sự là như thế. Thì mình thấy cái head này nó không được giống phim cho lắm. Đó, nó hơi kiểu dẹp dẹp, không được giống phim. Đó, và ngoài ra thì đổi lại thì cái nổi trội của cái bản đời đầu nó chính là có đèn LED. Họ sẽ cho hai cái head, một cái head ở dạng Nemesis và một cái head ở dạng thường, và sẽ có đèn LED ở cả hai cái đầu đó. Màu thì tương ứng với cả cái head đó, như là head Nemesis thì là màu đỏ, còn head thường thì là mắt màu xanh đó. Nó là như vậy, đó là cái điểm nổi trội của cái bản đời đầu. Nhưng mà tuy nhiên bản đời đầu thì giá nó cũng sẽ cao hơn các bản sau đó, tới vài trăm nghìn đấy, cho nên là cũng là một cái để các bạn cân nhắc. Và ngoài ra thì hai bản sau thì nó lại có cái head mới. Head mới là cái head như thế này, nó sẽ mình thấy là nó vuông, nó tròn tròn và nó giống phim hơn đó, và mình thấy là rất giống cái head của 3A đấy, cái rất là giống head của 3A. Nói chung là cái head sau thì mình thấy đẹp hơn. Chốt lại như vậy là cái head của hai bản đời sau là mình thấy đẹp hơn bản đời đầu đấy. Và cái giá tiền thì mình nhắc lại là hai cái con này đời sau thì nó rẻ hơn đến vài trăm nghìn đấy các bạn ạ. Rẻ hơn đến tầm 300-400 nghìn đấy. Đó. Thì nói chung là các bạn có thể tương quan ba con màu sắc như vậy. Và nói chung là nếu mà các bạn phân vân giữa ba con này ấy, nên mua con nào, thì thực sự là mình thấy là các bạn nên mua cái con đời đầu, cái con gốc, tức là cái con màu sắc gốc của nó. Đó, tại vì màu như này thì nó đúng ở trong phim. Và ngoài ra thì các bạn được hai cái head ở hai dạng Nemesis và dạng thường, và ngoài ra thì cũng có thêm đèn LED đấy. Chứ còn hai cái màu sắc như này thì không có trong phim các bạn nhé, hai cái màu sắc này không có trong phim, và hãng họ làm thêm để gọi là đa sắc màu và cho các bạn nhiều sự lựa chọn trong việc mua, cũng như là họ bán được nhiều hàng thôi. Tức là họ gọi là đa dạng màu, đa dạng sản phẩm ấy, chứ nếu như họ chỉ bán mỗi một con này màu thường thì nó không được đa dạng đó, nên là họ làm thêm hai cái bản màu này. Và ngoài ra thì mình thấy hai cái bản màu này họ làm theo như vậy thì cũng đẹp.
như mình chơi thì mình sưu tập cho nên là mình mua đủ cả ba con. Chứ thực ra nếu mà nói về trong ba con này thì mình đương nhiên là mình vẫn thích cái con màu truyền thống nhất. Đó là con ở chính giữa đây. Đấy. Rồi thì chốt lại là mình đã có mua đủ ba con như này rồi. Đấy. Còn nếu như các bạn không có điều kiện kinh tế chỉ mua được một con thì mình khuyên là nên mua cái con màu truyền thống thôi. Đó. Rồi thì clip hôm nay mình làm là unbox thôi và so sánh qua giữa ba con thôi. Chứ còn cụ thể thì mình sẽ làm clip review về và transform cái con này sau nhé các bạn nhé. Rồi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.